trở lại với kênh Giải Mã TV. Trước khi đến với video ngày hôm nay thì các bạn cho mình hỏi là món ăn đắt nhất mà các bạn từng thưởng thức là bao nhiêu tiền? Và các bạn đã bao giờ thưởng thức món thịt bò Kobe ở Nhật Bản chưa? Nếu các bạn trả lời là rồi thì chắc chắn các bạn là những người siêu giàu. Và ở Nhật Bản thì không chỉ phát triển về công nghệ tốt nhất, lối sống tốt, con người tốt mà giá của một số loại thực phẩm ở đây cũng rất là tốt. Tốt ở đây không chỉ nổi tiếng về những đồ hộp giá hợp lý mà còn nổi tiếng về những món ăn được cho là đắt nhất trên thế giới. Các bạn có thể tưởng tượng được không khi một quả dưa hấu có giá trị 500 triệu? Quả đúng là tò mò đúng không nào? Ngay bây giờ thì hãy cùng Giải Mã TV đi tìm hiểu về đất nước Nhật Bản với những loại đồ ăn đắt nhất hành tinh mà nghe thôi cũng giật mình vì cái giá của nó quá là cao. Trước khi đến với video này thì các bạn đừng quên đăng ký kênh, ấn nút chuông để nhận được những video mới nhất trong ngày của Giải Mã TV nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu video ngày hôm nay thôi nào. Rất nhiều quốc gia có các thực phẩm đặc sản sáng trọng và đắt đỏ nhân thế giới. Nhưng có vẻ Nhật Bản là quốc gia có nhiều loại đồ ăn như vậy nhất. Phở mát sữa mochi của Thụy Điển có giá 1.000 USD trên 1kg. Khoai tây La Bonotti từ nước Pháp khoảng 3.000 USD trên 1kg. Và trứng cá muối Old Master từ Iran được bán với giá lên đến 25.000 USD cho mỗi một hộp được bằng vàng 24K. Đó là điển hình của những thực phẩm đặc sản cực kỳ đắt tiền đến từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, Nhật là quốc gia có một số lượng lớn các loại mặt hàng thực phẩm sáng trọng hơn bất kỳ nước nào khác trên thế giới. Nhật Bản, đặc biệt là ở Tokyo, được biết đến là một trong những thành phố có chi phí sống cao nhất toàn cầu. Vì thế, việc quốc gia này có nhiều đặc sản đắt nhất cũng không phải là điều khó hiểu. Một số đặc sản của Nhật Bản không chỉ đắt tiền mà cũng khá độc đáo, những thứ bạn không tìm thấy ở tại các tạp hóa địa phương của mình. Nhật Bản cũng là quốc gia có truyền thống tặng quà đắt tiền cho đối tác kinh doanh hay ông chủ như một dấu hiệu của sự đánh giá cao quan hệ. Trong giới kinh doanh Nhật Bản, tặng quà có một ý nghĩa đặc biệt mà người tặng muốn gửi gắm vào món quà. Trái cây là lựa chọn phổ biến, đặc biệt là các loại trái cây cao cấp. Chúng thường tạo ra ấn tượng lâu dài về khách hàng của Nhật Bản. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, các hãng cửa hàng trái cây sang trọng được mở ra. Từ thịt bò Wagyu nổi tiếng khắp thế giới cho đến sữa hay dưa, Nhật Bản quả thực có một thị trường đặc sản phong phú, kỳ lạ và độc đáo để khách hàng lựa chọn. Nếu là một người sành ăn, một chuyến du lịch tới quốc gia quyến rũ này để trải nghiệm ẩm thực thực sự đáng giá. Nó sẽ giúp bạn khơi gợi vị giác, mở rộng khẩu vị nếm nếm và thử một số loại thực phẩm đắt tiền nhất hành tinh. Dưới đây là 10 lựa chọn cho người sành ăn và giá cả thuộc vào hàng đắt đỏ ở Nhật Bản lẫn thế giới. Xếp thứ 10 đó là sữa chống căng thẳng 43 USD trên 1 lít do nhà thực phẩm Nakazawa cung cấp. Thương hiệu sữa đặc biệt này được bán với giá 43.000 USD. Đây là mức giá đắt gấp 30 lần so với các loại sữa bình thường. Nhắm vào nhóm người lớn sống trong xã hội căng thẳng, sữa Nakazawa có khả năng giảm stress đặc biệt. Sữa được lấy từ những con bò mỗi tuần một lần vào bình minh, tại thời điểm mà loài động vật này tạo ra nhiều melatonin nhất trong ngày. Và melatonin là loại hormone được cho là có khả năng giảm sự lo âu, thậm chí là giảm cả một số loại bệnh trầm cảm ở con người. Xếp thứ 9 là pizza thịt bò Kobe, 66 USD trên một chiếc. Ở đất nước nổi tiếng với các loại đặc sản thịt bò đắt tiền như Nhật Bản, không khó để tạo cho thực khách cảm giác thưởng thức cao lương mỹ vị cả một món ăn nhanh. Cụ thể đó là chiếc bánh pizza đặc biệt tại chuỗi nhà cửa hàng Domino. Đi kèm với nó là thịt bò Kobe. Với những loại khoai tây, hành tây và nước sốt bít tết thượng hạng, quả thực để ăn một cái bánh pizza như vậy, Ademin đã thấy quá là đắt đỏ rồi. Và xếp loại thứ 8 đồ ăn đắt đỏ ở Nhật thì không thể bỏ qua loài cá, khiến cả thế giới phải dè chừng khi ăn, đó là cá nóc Fugu.
giá 100 USD trên một suất ăn. Có một vấn đề nhỏ, Fugu là một loại cá nóc có thể gây chết người. Nó có thể ăn được, nhưng nếu không được chuẩn bị một cách cẩn trọng, hậu quả sẽ rất khó lường. Tuy vậy, Fugu vẫn là một trong những món ăn nổi tiếng nhất ở Nhật Bản. Đầu bếp Nhật sẽ phải trải qua đào tạo và chứng nhận khắt khe trước khi được cho phép chuẩn bị món ăn cá nóc cho thực khách. Fugu thường được lấy từ phần thịt cá ít độc nhất ở trong con cá. Một bữa ăn Fugu khoa học và an toàn sẽ có giá tầm 100 USD trên một suất. Thực sự là có rất nhiều người gan dạ đã thử món ăn này và số tiền bỏ ra để đánh cược với mạng của mình cũng không phải là nhỏ đâu nha. Và xếp loại thứ 7 là loại quả ở đâu cũng có. Tuy nhiên, hình dáng của nó lại được người Nhật biến đổi để có thể dễ dàng xếp tủ hơn. Dù vậy, giá của nó cũng không phải là nhẹ nhàng gì. Đó là thứ 7, dừa hấu vuông, 800 USD trên một quả. Tương đương với khoảng 19 triệu 200 nghìn trên một quả. Lý do tạo ra để một quả dưa hấu vuông rất thực tế. Không gian tủ lạnh của mỗi nhà quá chật hẹp để chứa một quả dưa hấu tròn, chiếm rất nhiều diện tích. Người Nhật Bản đã thực sự tạo ra một quả dưa hấu vuông và dù nó không hẳn phù hợp với cái tủ lạnh cho lắm, thì tiện ích lớn nhất của nó là có thể xếp chúng chồng lên nhau một cách gọn gàng. Việc này có lợi xét về mọi mặt. Để có được hình dạng đặc biệt, những quả dừa này được trồng trong bình thủy tinh vuông tại các cửa hàng bán trái cây đặc biệt ở Nhật. Một quả dừa vuông có giá khoảng 200 USD, thậm chí ở Nga, giới đại gia còn mua những quả dừa này với giá 800 USD. Dừa vuông cũng thường xuyên có mặt trong các phiên đấu giá trái cây tại Nhật Bản. Thực sự, tạo hình cho hoa quả sao cho màu sắc và chăm chút hình dáng cho nó là hoàn hảo cũng không phải là điều dễ dàng. Nhưng thực sự là quá chất rồi. 6. Nấm Matsutake, giá 2.000 USD trên 1 kg. Trong những năm 80 và 90, nấm Matsutake là một trong những thực phẩm đắt tiền và khá phổ biến. Tuy nhiên, hiện nay đây là một thực phẩm khá hiếm do sự phá hoại của môi trường. Sản lượng nấm Matsutake thu hoạch được hàng năm tại Nhật Bản ít hơn con số 1.000 tấn. Vì thế, giá của nấm Matsutake phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng, tính hữu ích và nguồn gốc của nó. Loại nấm này của Nhật Bản được thu hoạch vào đầu mùa có giá cao nhất có thể lên đến 2.000 USD trên 1 kg, tùy thuộc vào cung và cầu. Thực sự, so với thịt và cá, rau và hoa quả ở Nhật đắt đỏ hơn rất nhiều. Xếp thứ 5 tiếp theo đó là 5. Thịt bò Wagyu, với có giá từ 500 đến 2.800 USD trên một miếng tùy theo kg. Wagyu đồng nghĩa với thịt bò của Nhật Bản, được biết đến như một loại gia súc có màu cẩm thạch đặc biệt. Tùy thuộc vào đặc điểm và kỹ thuật chăn nuôi, thịt bò đặc biệt này sẽ có chất lượng khác nhau. Loại bò này thường được massage mỗi ngày, được cho uống rượu sake hoặc bia, mục đích để nhằm tăng cường hương vị phong phú cho thành phẩm Wagyu cũng như Kobe là đặc sản duy nhất đến từ Nhật Bản. Một miếng thịt bò Wagyu có giá lên tới 500 USD, nhưng cũng có thể lên đến 2.800 USD. Cũng tùy cân mà giá cũng khác nhau. Xếp thứ 4 không khác gì loại nho nổi tiếng ở Nhật. Thứ 4, nho Roman Ruby, 4.000 USD một chùm. Đây là giống nho được phát triển từ quận Ishikawa của Nhật Bản và nó được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2008. Giống nho này phải trải qua một đợt kiểm tra nghiêm ngặt nhằm đảm bảo chất lượng. Mỗi quả nho có kích thước bằng một quả bóng bàn, màu đỏ, nặng tầm 20g và có hàm lượng đường chiếm 18%. Một dòng nho thượng hạng hơn của giống nho này có quả nặng tầm 30g và cả chùm nho phải nặng tối thiểu là 0,7 kg. Trong năm 2010, chỉ có 6 chùm nho đủ điều kiện để xếp vào loại thượng hạng. Và trong năm 2011 thì không có chùm nho nào được đáp ứng yêu cầu chất lượng. Vào tháng 7 năm 2013, một lứa duy nhất của loại nho Ruby Roman được bán với giá lên đến 4.000 USD trên một chùm. Mỗi quả nho đầy đặn, đỏ thẫm đấy có giá khủng khiếp lên tới 110 USD.
Trong phiên đấu giá mới đây, một cặp vợ chồng người Nhật đã bỏ ra 550.000 yên để mua một chùm nho 30 quả đãi khách trong tiệc cưới. Thứ ba, dưa hấu đen Densuke, giá 6.100 USD trên một quả. Giống dưa này được trồng ở trên đảo Hokkaido của Nhật Bản. Đây là loại dưa hấu đen đặc biệt, hiếm và nổi tiếng vì vị ngọt tinh tế và tuyệt vời của nó. Mỗi năm, Nhật Bản chỉ sản xuất được khoảng 10.000 quả. Do nguồn cung ít ỏi, trong thời gian thu hoạch ngắn ngủi, giá của mỗi quả dưa có thể tăng vọt trong các cuộc đấu giá. Trong năm 2008, một quả nặng khoảng 8 cân được bán với giá 6.100 USD và là quả dưa hấu đắt nhất thế giới từng được bán ra. Thực sự Nhật Bản được mệnh danh là với những loại hoa quả đắt nhất thế giới là không sai một chút nào. 2. Dưa Yubari King, giá 26.000 USD trên một cặp. Yubari King là loại dưa có ruột màu cam, vị ngọt và mẫu mã đẹp. Loại dưa ruột vàng cam này được đánh giá là vua của loài dưa hấu. Nó được lai giống từ hai loại dưa, dưa đỏ, có vị ngon ngọt và có tỷ lệ hoàn hảo. Thường loại dưa này được bán theo cặp và được dùng để làm quà tặng hạng sang cho khách hàng. Một quả dưa hàng đầu phải tròn một cách hoàn hảo và vỏ đặc biệt mịn. Phần cuống phải có tính thẩm mỹ cao. Tại Nhật Bản, các cặp dưa được bán với giá khoảng 50 đến 100 USD. Tuy nhiên, tại một cuộc đấu giá, cặp dưa đặc biệt này đã được bán với giá 26.000 USD. Thật sự rất là sốc đúng không các bạn? Giới thượng lưu đúng là vô vàn và có thể bỏ ra một số tiền như vậy để mua hai quả dưa thượng hạng về ăn. Không chỉ giỏi về mọi mặt, Nhật Bản quả nhiên khiến khắp nơi phải ngưỡng mộ và trầm trồ vì sự độc đáo của đất nước này. Và cuối cùng, xếp loại đồ ăn đắt nhất ở đất nước này đó là 1. Cá ngừ Toro, món ăn đắt số 1 trong các nhà hàng cao cấp. Giá thì có lẽ sẽ không dám đề cập ở đây. Toro là một phần bụng béo của loài cá ngừ và thường được sử dụng để làm món sushi. Toro chuẩn nhất là được làm từ con cá ngừ vây xanh có màu cẩm thạch đặc biệt. Loại toro có giá trị nhất là otoro, được lấy từ phần bụng gần đầu của con cá. Kế đó là chu toro, là ở phần bụng giữa và gần đuôi con cá. Nó không có màu cẩm thạch đẹp như otoro. Ăn toro là cách dễ nhất để đốt tiền cho ẩm thực. Giá của nó cũng thay đổi theo giá thị trường và thường cũng không có giá hiện tại. Bạn chỉ có thể biết giá của nó khi bạn yêu cầu món ăn ở nơi đây phục vụ món mà thôi. Một món ăn với giá trên trời cũng nhờ tài nghệ và kỳ công của người làm ra món ăn này cũng thuộc là những đầu bếp hàng đầu của nước Nhật để làm ra một món ăn thượng hạng. Dù đắt đỏ, vẫn có rất nhiều đại gia chấp nhận bỏ ra một số tiền lớn để thưởng thức món ăn đắt bậc nhất ở nước này. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu và khám phá về 10 loại đồ ăn đắt đỏ nhất ở Nhật Bản và cũng như là trên thế giới. Giá cả thì không phải là một chuyện nhẹ nhàng đối với bất cứ du khách nào khi đến thăm đất nước này. Các bạn thấy sao? Và có mong muốn được một lần được thử những loại đồ ăn thượng hạng này không? Và cảm nghĩ của các bạn sau khi xem xong video này như thế nào? Hãy để lại ý kiến của các bạn ở bên phía dưới comment nhé! Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy nhớ like và chia sẻ cho nhiều người cùng biết nhé! Và đừng quên chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong các video tiếp theo của Giải Mã TV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo!